Xin chào mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với Tech Flash ngày 5 tháng 5. Hãy cùng điểm xem là ngày hôm nay có những tin chính gì nổi bật nhé. Mới đây thì hai đối tượng người Trung Quốc đã bị phát hiện quấn quanh người tổng cộng 92 chiếc iPhone 6 nhập lậu vào Việt Nam qua cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh. Cụ thể, đối tượng Yu Hongmei, quốc tịch Trung Quốc, quấn quanh người 47 chiếc điện thoại di động iPhone 6 đã qua sử dụng và phủ bên ngoài lớp áo. Đối tượng thứ hai là Li Shipin, quốc tịch Trung Quốc, quấn trong người 45 chiếc điện thoại di động iPhone 6 đã qua sử dụng. Chi cục hải quan cửa khẩu Móng Cái đã lập biên bản vi phạm hành chính, tịch thu toàn bộ hàng hóa để xử lý. Chắc hẳn các bạn không còn xa lạ gì với vụ bê bối về dữ liệu người dùng của Facebook. Mới đây thì Facebook đã sa thải một nhân viên vì anh ấy đã khoe khoang trên Tinder rằng mình hoàn toàn có khả năng truy cập vào dữ liệu người dùng. Một người dùng Twitter đã đăng ảnh tải chụp màn hình một cuộc trò chuyện trên Tinder, nói rằng một kỹ sư an ninh của Facebook có thể đã lợi dụng quyền truy cập để rình rập phụ nữ trên mạng. Trong ảnh chụp màn hình trên, nhân viên Facebook đã viết rằng anh này là một kẻ rình rập chuyên nghiệp, chuyên kiếm tìm bọn hacker. Trong một tuyên bố, giám đốc an ninh của Facebook, ông Alex Stamos cho biết, công ty đã nhanh chóng điều tra vụ việc và lập tức sa thải người này. Quyền truy cập vào các dữ liệu nhạy cảm sẽ được theo dõi và công ty có các hệ thống tự động được thiết kế để phát hiện và ngăn chặn các hành vi lạm quyền. Sau khi ra mắt và nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ giới trẻ thông qua các trào lưu như là Việt Hóa Thiên Nga hay là Lột Xác, ứng dụng TikTok đã dần khẳng định được vị trí của mình khi leo lên vị trí số 1 trên top ứng dụng miễn phí của Google Play và App Store. Với những cải tiến vượt bậc về tính năng dựa trên công nghệ AI, TikTok, nền tảng mạng xã hội video ngắn ngày càng đông đảo giới trẻ châu Á và khắp thế giới ủng hộ. Những nhà sáng tạo nội dung trẻ có thể dễ dàng sử dụng những tính năng cực cool, tích hợp trong ứng dụng như là tự động làm đẹp siêu long lanh, bộ lọc filter đa dạng, chỉnh màu tóc, sticker và biểu tượng 3D để tạo ra những clip ngắn có thời lượng 15 giây đẹp lung linh để chia sẻ với bạn bè khắp thế giới. Trên đây là những thông tin công nghệ nổi bật nhất vào ngày 5 tháng 5. Chúc bạn ngủ ngon!